quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản và Lạc Việt. Hôm nay chúng ta trở lại vấn đề giao thông ở Việt Nam và vì sao ở Việt Nam tình trạng giao thông hỗn ngang, hỗn độn và cái số lượng người chết hàng năm vì tai nạn giao thông lên đến hơn 11.000 người. Đó là chưa kể con số thương vong, bị thương tật, rồi những cái thiệt hại về vật chất cũng không có đo đếm được. Thành ra chúng ta phải nhìn thấu đáo vấn đề này để thấy rằng trước tiên mình là cái người dân, mình nên tự bảo vệ tính mạng của mình trước đã, đừng trông chờ vào nhà cầm quyền cộng sản và cũng đừng trông chờ những người khác họ bảo vệ cho mình, tự mình bảo vệ cho mình cho nó chắc ăn. Trước hết chúng ta nói về cái vấn đề luật giao thông. Luật giao thông ở Việt Nam có đến 90% giống với luật giao thông ở các nước tiên tiến trên thế giới, và nó cũng giống đến 90% luật giao thông ở Mỹ. Cho nên những người như tôi từ Việt Nam qua đây chỉ cần tự học cái sách dạy về giao thông ở Mỹ rồi tự mình đi thi là có bằng lái xe, nó còn không có tốn một đồng xu nào cho cái việc mà đi học trường lớp nào cả. Nhưng ở Việt Nam người ta có luật không phải để thực hiện, mà có mà luật thì để làm tiền người dân, rồi từ đó lại gây ra cái tình trạng hỗn độn. Năm 2000, tôi nhớ là năm 2005, khi mà tôi lần đầu tiên tôi mới mua được cái xe hai bánh đó, xe máy hai bánh đó, thì tôi mới đi thi lấy bằng lái xe. Rồi nhớ rơi ngay cái chỗ mà nộp hồ sơ thi lấy bằng lái xe á, trời ơi thiệt là khủng khiếp luôn nha. Thôi ôi, mình vừa tới đó một cái hả, ôi mười mấy người hả, nam nữ gì già trẻ bé đến gì cũng nói, nó lại nó bua mình thôi, đi thi lấy bằng lái xe thấy không, đi thi giùm cho, không tốn gì có 300.000 thôi, không có nhiều đâu, dễ ợt rồi, đưa tiền cho tôi rồi mà mai mốt là có bạn ghi tên vậy thôi, ghi địa chỉ cho tôi đi về, tháng năm sinh mai mốt có bằng liền. Rồi thấy tôi nghe nói cái chuyện này hơi bị dị đó nha, tại sao tôi phải nộp tiền để mà lấy bằng lái, trong khi mình lấy người đã từng tốt nghiệp đại học luật, những cái chuyện này là nằm trong tầm tay của mình. Thậm chí cái người mà đang đứng dạy luật giao thông cho những người thi bằng lái xe chưa chắc cái trình độ luật của họ hơn tôi, nhưng mà mình vì cái tính tò mò mình mới nói trời ơi, là mấy cái chuyện đó là vi phạm pháp luật đó, mua bằng lái người ta phát hiện được hả, còn nhiều khi còn vô tù chết á. Nhưng mà tôi làm sao tôi tin tưởng được mấy ông mà tôi đưa tiền mấy ông, rửa tôi đưa tiền mấy ông biết mất tiêu luôn rồi sao. Ở thì một người thì bọn họ mới nói là tôi giáp viết biên nhận cho chị nè, tôi đưa giấy tờ chứng minh nhân dân của tôi cho chị coi nè, chị ghi lại luôn đó, tôi mà lấy tiền của chị hả là chị cứ theo đây chị đòi tôi, nghe ghê chưa. Rõ ràng là có một cái sự bảo kê trắng trợn từ cái nơi mà cấp bằng lái xe hai bánh cho người dân. Và cũng vì như vậy thì chúng ta biết rằng phần lớn những người mà đi thi qua lái xe đó, họ tuy là có bằng thiệt 100%, nhưng mà cái trình độ về pháp luật giao thông họ trong đầu của họ không có cái gì hết. Đó là thực trạng về vấn đề thi lấy bằng lái ở Việt Nam. Họ chỉ cần là biết cầm cái xe, điều khiển cho cái xe nó chạy thôi, còn trong đầu của họ cái số người mà biết về luật giao thông nó rất là ít. Rồi kế tiếp chúng ta nhìn thấy cái tình trạng giao thông ở Việt Nam nó không theo một cái trật tự nào cả. Có nghĩa là thời gian gần đây chúng ta nhìn thấy trên cái đường họ lưu thông là nó rất là hỗn độn, xe nhỏ xe lớn giữa chạy tá lả. Ở đây chúng ta thấy cái giao thông ở Mỹ trên một cái làn đường, một cái chiều đi đó, thì người ta chia ra từng vẽ những cái vạch sơn trắng chạy suốt trên cái con đường và chia ra từng vạch từng len khác nhau, và xe nào chỉ cần chạy đi trên cái len đó của mình mà thôi, không có chen lấn ai hết, cứ tuần tự xếp hàng như vậy mà chạy tới. Và khi muốn rẽ trái hay rẽ phải thì trên đường nó cũng có những cái chỗ để cho cái người lái xe
bật cái đèn gọi là xi nhan lên. Ở Việt Nam thì gọi là đèn xi nhan, còn ở đây người ta gọi là signal đó. Đó là để mình từ từ mình qua cái mình chen, là từ mình chen từng thay đổi từng cái len đường để mình rẽ trái hoặc là mình rẽ phải. Như vậy cái tình trạng giao thông nó an toàn hơn và nó hạn chế rất là nhiều những cái tai nạn. Ở đây cũng có tai nạn nhưng mà không có tai nạn nhiều như ở Việt Nam. Mặc dù ở đây là cái tốc độ xe nó đi ngoài đường rất là nhanh, ở trong những cái con đường mà thuộc gọi là trong thành phố như thế này mà vận tốc đó là trung bình là 40 mile một giờ, tức là nó tương đương với khoảng là 60 km/h ở Việt Nam. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp lái xe cẩu thả, mua quẹo qua đường mà không có quan sát kỹ, rồi hoặc là có uống rượu rồi không điều khiển được xe thì nó cũng có tai nạn, nhưng mà không bao giờ có vấn đề những cái có những cái chết vô lý như ở Việt Nam. Vừa rồi chúng ta thấy có tình trạng là một cái xe container nó từ đằng xa nó chạy ào tới, nó càn lên mấy chục chiếc xe máy đang đậu dừng đèn đỏ ở phía trước. Thì trong trường hợp này thằng lái xe container là nó lỗi, đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà tôi thấy tiếc cho những người đậu xe máy ở đằng trước, phải chăng phải chi mà họ biết luật rõ hơn và họ tự bảo vệ mình một chút đó, thì nó không đến nỗi như vậy đó. Có những cái nguyên tắc vật lý mà chúng ta ai cũng phải biết, đó là gì? Đó là khi hai phương tiện mà nó lưu thông cùng chiều với nhau, song song với nhau, thì cái phương tiện nhỏ nó sẽ bị hút vào cái phương tiện lớn và nó quay đầu nó đâm vào cái xe, cái phương tiện lớn. Không phải chỉ có xe mà ngay cả tàu chạy ở dưới biển cũng vậy. Khi mà hai tàu mà chạy song song với nhau thì cái thằng xe tàu nhỏ nó bị hút vô cái tàu lớn, nó quay mũi nó đâm vô cái tàu lớn. Nó hoàn toàn không phải là ở cái lỗi của người điều khiển phương tiện nhỏ, mà đó là cái nguyên tắc vật lý. Nó gọi cái lực hút đó nó là gì thì lâu quá thì tôi quên rồi, nhưng mà tôi biết nó là như vậy. Mà ngay cả quý vị ở trên không, quý vị thấy những chiếc máy bay nó bay ở trên không, không bao giờ nó bay song song với nhau theo kiểu đó, mà nó cũng bay theo cái hình mũi tên, theo cái hình mũi tên, và nó bay theo cái kiểu mà so le với nhau, chứ không bao giờ nó bay song song với nhau. Bay song phải vì khi nó bay song song với nhau, thằng nhỏ nó sẽ bị hút đâm vô thằng lớn. Và có một cái kinh, đây là cái kinh nghiệm của tôi khi tôi còn ở Việt Nam. Mà quý vị có biết là cái đường mà xa lộ Hà Nội đó là một cái con đường lớn và nó đi ra các cái tỉnh, nó cứ lúc nào nó cũng có những cái xe container nó chạy rầm rập với một cái tốc độ rất là nhanh ở trên cái đường xa lộ Hà Nội. Rồi còn ở trong nội thành đó, rồi bây giờ tôi không biết là còn cái vấn đề còn xe ba gác hay không, chứ cái xe ba gác ở Sài Gòn á, nó kinh khủng lắm, nó chạy ào, rồi là nó vì cái kiểu xe của nó không phải là do cái hãng xe chế ra, cho nên là nó được gắn, người ta gọi là tự chế, gắn thêm cái thùng xe ở đằng sau, gắn vô cái đầu xe Honda 67. Và khi mỗi lần mà nó chạy như vậy tốc độ nhanh, cái thùng xe đằng sau chở nặng, thằng đằng trước mà thắng xe lại thằng sau, cái thùng xe nó cũng đùa tới do cái trớn của nó không dừng lại được. Mà nó ghê, nó nguy hiểm ở chỗ cái đầu xe thì nó nhỏ, còn cái thùng xe ở đằng sau nó bành trướng ra. Đó là thành ra cái lái xe ở đằng trước nó chen lên, rồi là nó đâu có quan sát những cái người chung quanh nó đâu, rồi cái thùng xe ở đằng sau nó càng tới nó móc mình vô. Đó mà là nó còn ghê mà nó hơn ở cái chỗ là những cái người mà lái xe ba gác đó, họ gây tai nạn, họ không có tiền đền cho mình. Thôi thì là mình tự bảo vệ cho mình nó chắc ăn hơn hết thảy. Chứ bây giờ mình chờ được vạ thì má đã sưng rồi. Mạng của mình thì mình quý trước đi, mình tự quý đi. Đừng có nó ỷ lại, tôi đi đúng đường tại thằng kia. Nhưng mà thôi, ở cái xứ hỗn độn như Việt Nam nữa, mình không có thể nói là tại thằng kia được, mà tôi đi đúng đường được. Tôi đi đúng thì tôi cũng bị như thường à. Thành ra lúc mà tôi ở Sài Gòn á, tôi đang chạy xe hai bánh ở ngoài đường á, nghe cái tiếng xe máy nổ, xe ba gác ở đằng sau, mà mình lẹ lẹ mình nép vô trong lề cho chắc ăn đi. Hoặc là nếu mà đường chặt quá dừng hẳn lại đứng đó luôn. Hoặc là mình đang đi trên cái đường xa lộ Hà Nội, nghe có cái tiếng xe
xe container nó chạy rập làm sao, mình cũng lẻ lẻ mình nép vô trong lề đó, mình đệ mình dừng, hoặc là nếu mình cảm thấy mà đường chật chội quá mình dừng hẳn lại chờ cho nó đi qua, cho mình chen lấn chi, mình chạy song song với nó mình bị hút vô nó. Đó là mình bị một cái lực hút vô hình, mình không thể điều khiển được tay lái của mình, như vậy mình chết oan mạng. Mà khi mình dừng đèn đỏ, mình phải dừng hẳn vào phía bên lề phía bên trái, hoặc là nếu mình muốn rẽ phải và rẽ trái, là nếu mình muốn rẽ trái, còn nếu mình muốn rẽ phải thì mình cũng dừng hẳn vào cái lề bên phải, đó là đương nhiên. Nhưng mà nếu ta muốn đi thẳng, ta cũng nên, xe của mình nhỏ mình nên cũng vừa nép vô trong lề, chứ mình đừng có nói tờ ỷ vào cái chuyện tôi chạy trước cho nên tôi đậu chành bành ngay giữa cái đường lớn, mà tại vì tôi tới trước tôi đậu ở đó. Mình đi nhanh một chút chẳng có nhanh, nói túm lại là mình cũng chẳng có nhanh hơn được bao nhiêu, nhưng mà rốt cuộc là mình không tránh đường cho những cái xe lớn thì tai nạn xảy ra, mình là người thiệt hại. Bây giờ nơi có bắt tại nó bỏ vô tù, có bắt nó đền bù thiệt tiền, thì những người đã chết, những người bị thương tật có thay đổi được hay không? Không thay đổi được. Tại sao ta không biết tự bảo vệ, quý trọng cái mạng sống của mình trước, chứ mình đừng có chờ cái người khác nó bảo vệ mình. Mình tự bảo vệ mình trước cái đã đi. Bây giờ trong một cái xã hội mà hỗn độn như Việt Nam đó, mình đi ra đường, một bước chân đi ra đường cũng phải ngó trước ngó sau cẩn thận, thấy mấy thằng nào mà nó lái xe cái kiểu mà vô pháp vô thiên đó, thì mình nên tránh nó là chắc ăn nhất. Mà hơn nữa bây giờ theo trong cái giới tài xế, người ta còn nói phần lớn những cái lái xe đường dài nó nghiện ma túy nữa, nó chơi ra ma túy nữa, nó chơi đá nữa. Tại vì sao? Tại vì do cái áp lực nó phải lái xe đường dài và nó không được nghỉ để mà nó kịp cái giờ, cho nên đó là nó lại là chơi ma túy để cho nó kéo dài cái thời gian tỉnh táo của nó, thành ra lâu dần nó thành nó nghiện. Mà khi mà nó lên cơn nghiện rồi thì ghê lắm, hoặc là nó đang xài đá chẳng hạn, nó ngáo đá vậy thôi, thì cái chuyện đó ta mà đi đứng không cẩn thận, ta cứ đậu xe tràn lan giữa đường á, thì cái đó là ta tự giao mạng sống ta cho thằng khác. Thì thôi thì mạng sống của mình tự bảo vệ, đó là điều cần thiết và quan trọng nhất. Xin tạm biệt quý khán giả, hẹn gặp quý khán giả trong những chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.